Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các lãnh đạo. Các quốc gia, các dân tộc. Các quốc gia, các dân tộc và cầu nguyện đặc biệt cho các lãnh đạo nữa. Truyền Thưa đạo chương 10 câu 16, câu 17. Hỡi sứ, khốn thay cho mày khi có vua còn thơ ấu và các quan trưởng mày ăn từ lúc buổi sáng. Hỡi sứ, phước cho mày khi có vua là dòng cao sang và các quan trưởng mày ăn theo giờ xứng đáng để bổ sức lại, chớ chẳng phải để đắm say. Amen. Ở đây chú nói về một dân tộc hay một quốc gia và hội thánh. Họ được phước khi có người lãnh đạo hiểu ý muốn của Chúa, hiểu chương trình của Chúa, cái người trải qua làm con mà trở nên trưởng thành, họ mới làm được công việc của Chúa và chính người đó mới mang phước hạnh được cho hội thánh và cho đất nước của mình, cho gia đình của mình, cho thế giới. Còn cái lãnh đạo nào bị khốn nạn, đất nước nào bị khốn nạn, bị khổ sở, bị rủa sả, bị bệnh tật, đói nghèo, bị mất phước của Chúa, bởi vì những người lãnh đạo gian ác, họ đã không nhận biết Đức Chúa Trời, họ đã không tiếp nhận chương trình của Chúa đến, họ đã không tiếp nhận và họ làm theo ý riêng của mình và họ bị khốn nạn. Chúa xem họ là khốn nạn và họ bị rủa sả. Họ không xứng đáng để được làm dòng giống thánh của Chúa. Đức Chúa Trời Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét điều gian ác. Cảm tạ Chúa. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hội thánh, gia đình, đất nước được phước, thế giới này được phước bởi vì Chúa ơi, hallelujah, hallelujah, có những lãnh đạo tiếp nhận lấy sự thật của lẽ thật của Ngài, tiếp nhận lấy sự thật của Ngài, họ phải đứng lên để phục hồi lại giá trị mà Chúa dựng nên cái thế giới này. Thế giới này đã bị băng hoại bởi con người và Chúa muốn dùng con người để phục hồi lại cái thế giới này, và Chúa Giêsu chính là đấng đến để bày tỏ trọn vẹn luật pháp công bình nước trời của Ngài. Và chỉ có tin lành nước trời được giảng ra khắp đất thì sự cuối cùng mới mới tới. Còn tất cả những tin lành cứu rỗi hay tin lành mà ân phước hay là tin lành xấu xa đó thì sẽ không bao giờ được phước. Nên chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, hallelujah, 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 Chúa, hallelujah, con cầu nguyện, Chúa ơi, để cho các lãnh đạo họ quay, họ ăn năn để quay trở lại cái vị trí mà Chúa muốn sinh lại họ từ cái tuổi con nhỏ để tiếp nhận lấy sự dạy dỗ của Ngài, Chúa, để họ trở nên người lãnh đạo để ban phước cho các quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước của mình, Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vì thế Chúa ơi, con cầu nguyện, Chúa, hallelujah, sự phán xét của Chúa khởi từ nhà của Ngài, chính là khởi từ chúng con đây. Chúng con sẽ tiếp Amen. nhận lấy cái chương trình của Chúa để trở nên người làm nên lịch sử, để trở nên người mà Chúa nói rằng phước thay cho quốc gia Việt Nam của chúng con, phước gia cho phước phước thay cho thế giới này, cho hội thánh, cho các quốc gia, vì có chúng con đây là những người mà tiếp nhận lấy chương trình ý muốn của Ngài và Ngài đã cho chúng con nhìn thấy sự tái lâm của Thiên Chúa, sự trở lại của Thiên Chúa rất là quan trọng, Chúa, nên Chúa đã đặt để cái sự tái lâm của Thiên Chúa chính ở trên đời sống của chúng con đây. Chúng con phải phục hồi lại cái giá trị mà Adam và Eva đã đánh mất bởi sự lừa dối của Satan, ma quỷ, phải đi theo ý riêng của mình, của Satan, nên chúng con phải đập nát cái con người cũ của chúng con để nó phải cút lui ra khỏi đời sống của chúng con bằng cách chúng con tiếp nhận lấy sự dạy dỗ của Ngài mỗi ngày. Chúng ăn ăn nhốt lời dạy của Ngài, chúng con kỷ luật bản thân của mình để xứng đáng được ăn những miếng
thịt miếng da miếng xương của ngài chúa, vì thịt của ngài, huyết của ngài không không phải là thức ăn mana chúa, mà đồ ăn rất là đặc, rất là cứng, nên chúng con phải 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 phải, phải kỷ luật bản thân của mình để xứng đáng ăn được cái thức ăn đó chúa, bởi vì con biết rằng cái giá trị của Chúa Giêsu là cao hơn tất cả muôn vật, cao hơn tất cả các coi sáng tạo vàng bạc vật chất này, vì thế mà Chúa Giêsu ngài nói là phải bỏ hết mọi sự mà theo ngài, bởi vì ngài quá là quý giá, ngài cao hơn tất cả muôn vật, nên tất cả những cái tin lành nào đó chúa Đấy đấy và mỗi cái ngài nói đồ rằng là kẻ nào trông cậy đấng Christ chỉ đời này mà thôi thì khốn nạn hơn hết, tất cả muôn vật này nó chỉ nằm thuộc đời này mà thôi, nhưng chỉ có Chúa Giêsu là đời đời, còn lại ngài còn lại đời đời, và tất cả những cái điều gì mà Chúa ban cho chúng con, Chúa sẽ khôi phục lại để nó còn lại đời đời, và chúng con cảm ơn Chúa về tin lành nước trời của ngài được giảm ra cho đời sống của chúng con, để chúng con sẽ là chúng con trưởng thành lên để chúng con dùng để chúng con đi rao giảng khắp đất này Chúa, và Chúa đến Chúa nhìn thấy con Chúa, chúng con đã làm chọn luật pháp của Chúa, làm chọn sự công bình của Chúa, ngài đến ngài nhìn thấy chúng con dâng lên ngài những điều tuyệt vời Chúa, hallelujah, đó là chúng con dâng lên cái ngài đã cho chúng con xuống đất này để chúng con thực hiện cái chương trình ý muốn của ngài, mà chúng con dâng lên những ta lân mà Chúa đã giao phó cho đời sống của chúng con, đó là các dân, các nước, những linh hồn, những con người lên cho ngài Chúa. Cảm ơn ngài vì muôn vật đang nóng nảy trông mong chính là chúng con đây được bày tỏ ra, và về chúng con nhận biết được rằng Chúa Giêsu ở trong chúng con và ngài hành động qua đời sống của chúng con. Chúng con là những Giêsu nhỏ của ngài, chúng con là những con người mới, và con cảm ơn ngài. Con cầu nguyện cho buổi training buổi gì trích sắp tới này để chúng con trở nên trưởng thành hơn, vì con biết công nghệ của Chúa chỉ làm con người thì ngài nói rằng phá đền này thờ này đi, ta sẽ dựng lại trong 3 ngày. Chúa ạ, chỉ cần chúng con biết cái công nghệ, công thức mà đi theo Chúa thì chúng con sẽ trở nên giống Chúa. Hallelujah, đó là nguyên tắc của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Nam. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Một cái lời Chúa đã chờ em con, chờ cho em cảm ơn rất nhiều, cho ngài ở cùng với chúng con, sao ngài đặc biệt em con, sao ở trong các trong nơi trong dân tộc em con được sinh ra, sao ngài đặc biệt em con ở trong nơi này, sao để rồi chúng con là nguồn sống nguồn phước cho tất cả những cho dân tộc mình, sao cảm ơn rất nhiều, sao ngài ở ngài sử dụng con, sao làm buông khí giới trong tay ngài, sao để phá tan các nước, cho hủy diệt các dân, sao phá tan cái các quan cái trị của con địa hình, sao ôn cảm ơn rất nhiều, sao cầu nguyện sao để rồng ngày sử dụng con, sao để rồng con biết cách phân biệt đúng sai, sao giữa giữa điều đức trời điều gì Chúa yêu, sao điều gì Chúa ghét, sao giờ đó ngài sẽ đặt để con làm mẫu miệng ngài, sao để phán ra những cái sự phán xét cho tất cả những cái ác, cho tất cả thế lực và ác xa thì Babylon sao sư và cứu lấy linh hồn những con người đang bị ở thế gian ma quỷ này nó lùa sự chết cho con cảm ơn rất nhiều, sao ô cô nguyện rằng này hướng dẫn con sao sư sư đến đâu sư sư phán xét của Chúa cha khởi từ nhà Đức Giê-hô-va trước sao sư xác mà cho đến trừ thì mẫu chúng con sẽ ra chúng con sẽ làm sạch tất cả những cái tư duy cũ, sao những cái sự hiểu những cái này thần học Babylon cũ kỹ, sao phải phá đổ hay sao rồi chúng con sẽ học về sự 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 dạy dỗ sự 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 đầy năng quyền của ngài, sao từ con người mới, sao sự giải cách cho để làm sao xây dựng một con người của mình, sao sự giải cách cho để làm sao trở thành được sự giữa con người, sao và đứng trên đỉnh tất cả các lĩnh vực, sao sự giữa con người, sao biết được mình là ai, sao biết được ý muốn của nước trời cho đời sống của mình, sao biết được cách thức sao để chiếm lấy các dân các nước, sao ôi và dạy dỗ dân các nước đó trời trong bản chất của nước trời, trong lẽ thật nguyên tắc giá trị của ngài, sao đừng cảm ơn rất nhiều, sao ô cô nguyện, sao rồi sự phát xét của Chúa chạy quỹ cộng sản, sao xây tất cả những thế lực tàu quyền, sao tất cả những cái sự gian ác, sao ôi để rồi ôi sự tất cả những cái gọi là sự giữa con người, sao đang bị
quỷ cộng sản ốm, sao họ được giải thoát ra khỏi, họ được trả tự do, sao để họ có thể tìm kiếm Chúa, sao học biết ra, sao cho gọi, sao ô sao lại chặt hết tất cả sinh lực của Babylon cộng sản, sao để đâu tất cả sinh lực, tất cả sức lực của nó, cho tất cả những cái sự gian ác, cho tất cả những màu bạch tục sừng của nó, sao bị chà nát hay sao rồi nó không có ôm mà sử dụng những quyền, những sức lực nó có, sao mà bóc lột dân chúng, sao sự giác là cô quỷ sự rối loạn ở bên trong, sao vì Chúa rồi, sao cái nhà một nhà, sao mà không có hợp với nhau, chắc chắn sẽ tự đổ, sao mà ô cô quỷ rồi sự lậu sậu ở trong băng đảng cộng sản phát xít của giả ác đó, sao rồi tất cả những cái những người sao tất cả những cái sự thế lực ở trong đó, sao sự đấu đá lẫn nhau, sao để đấu đá giành lợi ích của nhau, sao và chính đó, sao chính công việc gian ác đó, sao họ sẽ tự hủy diệt, sao và băng đảng cộng sản sẽ bị hủy diệt, sao cảm ơn rất nhiều, sao ô cầu nguyện, sao cho năm này, sao năm mà nó tròn 39 tuổi, sao cùng cuối cùng sư cầu cái băng đảng Babylon cộng sản đó, sao ô đó sẽ không sẽ sống nổ qua năm 80, sao sư như cả sinh ra nó, sao cũng không sống nổi trời trong ở độ tuổi 80, sao cũng cảm ơn rất nhiều, sao ô sao gọi ô sư và sát vài, sao đấy chạy quốc gia dân tộc, sao nhắc là chạy Urina sao sinh Nga, sao sư cũng cảm ơn rất nhiều vì ô cuộc chiến Urina và Nga, sao rồi ô sư qua cuộc chiến đó, sao sư là rúng động, ô sư là làm lộ hết ra, sao tất cả những cái thế lực cho gian ác, sao và ô sư cầu nguyện rồi sự phát sao Chúa chạy đặt gọi là bằng sư chạy ô sư cộng sản phát xít Nga, sao chạy tất cả các trục ma quỷ, sao các nhà nước độc tài, sao Trung Quốc và Triều Tiên, sao phải bị đập nát cái, sao qua cái cuộc chiến này, sao công ty là sao để khi mà Arena sẽ nhận biết được gọi là sứ mạng của mình, sẽ nhận biết được cái cái tiên họ là những người bày tỏ tiên lành nước trời, sẽ ra khắp đất trời, ô khi đó sẽ thì ô Chúa sẽ chẳng bao lâu sẽ tại khiến cho cái thù phải quy phục chư chăng, họ sẽ cầu nguyện sẽ ô cái gọi là cái sự gọi là sự thách của ai trong vòng 3 năm đó sẽ đã đấy thời kỳ rồi, sao cầu nguyện rồi ôi người Urina, sao họ thật sự vào thánh Chúa, sao thật sự suy nghĩ biết được sao cái chương trình Chúa lập để cho thánh, sao ăn năn, sao sư vì đã chống lại một sự sinh đây, sao chống lại lời dạy dỗ của Chúa cho trong tiên lành nước trời, sao đâu nhờ vào đâu sự để đâu họ đánh mất đi ô cái sư gọi là cái chương trình tuyệt vời của Chúa mong muốn họ nhận được, sao ô cầu nguyện sao khi vào sự thánh Chúa cho ăn năn, sao tìm kiếm nước trời sự công bình của ai, cha sư sẽ đập nát, cha hủy diệt ô sư cộng sản phát xít ca, cha tất cả các chục ma quỷ, sao ô sư cả bà rất nhiều, sao ô cô cầu nguyện sao quốc gia Hoa Kỳ, sao cả bà vì Hoa Kỳ sao sinh lập nơi mà Chúa sử dụng cho để làm những cái cơ điều tuyệt vời, sao sao bà con quỷ sao để đạo sư quốc gia Hoa Kỳ, sao ô sư họ phải phục hồi lại đúng, sao sư các bạn chắc và Chúa mong muốn cho quốc gia mình, sao chúng có sứ mạng và Chúa đặt để cho họ, sao là quốc gia sẽ đem cái sự thịnh vượng, đem sự tuyệt vời, đem gọi là cái sự những cái giá trị cao đẹp, sao trong nước trời, sao đem cho các dân tộc khác, sao ảnh hưởng các dân tộc khác, sao cầu nguyện rồi sao trong cái cuộc chạy đua tổng thống này, sao cầu nguyện rồi ô Chúa ban đại giải ở sự khôn ngoan thật của ai sẽ chạy tất cả các ở sự những người yêu với Chúa, sao sẽ ra họ nhận biết được cho ý muốn của Chúa cho dân tộc, vậy sao họ biết được sự ứng cử viên mà ở sự người người mà Chúa chọn sẽ ra ở sự giờ và đó sẽ và họ sẽ ô các thánh Chúa sẽ nhận lấy được ở Hoa Kỳ, sẽ nhận lấy trách nhiệm cho đời sống mình, sẽ không đưa tất cả cái nặng cho trên một người, sao ô vì đó là cái điều mà Chúa không ưa thích cho gà mong muốn, sao chỉ có Chúa sẽ làm chủ của họ, sao và họ phải nhận lấy trách nhiệm cho quốc gia dân tộc của mình, sao ô cô ngồi suy gãi cột, sao để đạo ô quốc gia Hoa Kỳ sẽ trở thành được 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 Chúa đập nát cho tất cả những cái sự lộng xộn, cho ở trong đó cho tất cả những cái họ ngũ đạo phái
làm những cái đưa ra những cái chương trình nghị sự sở sinh và chống nghịch lại với Chúa cha cô nguyện để đầu sự sự sáng ngày thật công bình khi đó của ngài sẽ đến trên quốc gia Hoa Kỳ cho giờ đó mà ô ngài đó là sao ngài yêu ai thì trách Phật đấy sao sự ngài mong muốn sao quốc gia Hoa Kỳ sao ô phải gọi là sự trở lại lại sự phục hồi lại sao đúng cái điều mà các cha ông họ đã tìm kiếm sao đó là họ xây dựng một quốc gia cha để tất cả các thẩm quyền tất cả sự gọi là tất cả những cái luật pháp cho trong đó cho phục theo lời dạy của Chúa cho phục theo tiếng là nước chúa trời cho ô cả bè rất nhiều sao cho cầu nguyện cho để đầu ở thánh cao cha trong hiu thân sao chúng ta cũng là những con người và cho ảnh hưởng cho thúc đẩy sao tất cả cái làm gương cho những người sao sẽ biết cho sự cầu nguyện cho ở những người trong lĩnh vực chính trị cho những người và trong lĩnh vực cầm đạo sao cầu nguyện rồi ở chúng ta sẽ xin là những người mà phải học mặt lấy chính mình cho biết ở sự trưởng thành cho trở thành những người mà ở được Chúa sử dụng cho để ban cho cơ nghiệp cho cai trị quốc dân các nước cho cầu nguyện rồi ở sự dạy dỗ của Chúa cho hội thánh cầu sẽ được mở mang sẽ được được ảnh hưởng được đến cho những con người email là thật sao rồi nhờ vào những con người email là thật nhờ vào những con người là học giống tốt đó sao ô khi mà học giống nên thánh cho cả cánh đồng sẽ nên thánh trời ô nên cầu nguyện sẽ giúp con rồi chúng con thật sự họ thấy đó gọi là cái sự dạy dỗ nên còn để đầu chúng con sẽ được cái sự dạy dỗ về việc gọi là biết Chúa và nhận biết mình sao để tìm kiếm sứ mạng của mình sẽ tìm kiếm và là chương trình mà Chúa đặt để riêng mình sao và chuẩn bị như thế nào sao cho cái việc mà Chúa sẽ trở lại cho con cảm ơn rất nhiều sao đời con cầu nguyện sao sự cho quốc gia Israel sao là cái nơi mà là đã ban cho dân ngọc cũng còn sao bao nhiêu điều tuyệt vời sao cầu nguyện rằng ngài chúc phước Israel sao ngài ban cho Israel sao để họ có một những khu người trong đó sẽ có tấm lòng ăn năn sẽ tìm kiếm đấng Christ cho đấng Messiah của họ sẽ có một nhóm ít cho những người họ sẽ được Chúa cứu cho và nhất là trong thời kỳ cuối cùng cho ngài sẽ cứu 144 người Israel những con người đó sẽ để rồi họ là những trái đầu mùa của ngài sẽ họ là sẽ là những người mà ô cầu phần còn lại dưới đất này sẽ để cứu lại những con người và đã còn mắc kẹt cho khi mà Chúa trở lại cho ô và các hội thánh lên trước cho cả ngài rất nhiều Chúa cầu sẽ ô cầu nguyện rồi ô ngài ở cùng Israel cho ngài bảo vệ họ sẽ trước những kẻ thù cho và nhất là cái kẻ thù lớn nhất cho là cái thức tôn giáo cho sự nước sau họ cho cô quỷ rồi sự phát xét của Chúa thì cái lịch tôn giáo cho do Thái giáo cho những cái tôn giáo mang danh Chúa Jesus cho phải bị chà nát cái trời vì Chúa có biết là sẽ đứng sau tất cả các loại tôn giáo cho đó là con quỷ tôn giáo cho là quỷ cực kỳ lớn cho ngài mong muốn sợ trước khi mà muốn đánh muốn kiếm một cái thành nào đó cho phải bắt con quỷ bằng sức cho ông cảm ngài rất nhiều sợ một con quỷ sự phát sáng Chúa cho chơi của sư quỷ tôn giáo cho ngài lớn nhất cái an của ngài xảy ra cho để ngài làm lộ ra tất cả những cái kẻ ác trợ thành phần tôn giáo cho thành phần chính trị gian ác cho những cái và Simri sao ô nguyện sư ở cùng chơi để sự phát xác của Chúa chay Israel sao ô ngài làm sạch Israel sao và để cứu lấy một số nhỏ những người còn lại sao ô cùng cả bạn rất nhiều sao ô cầu nguyện rồi với Israel sao ô sư họ sẽ nhận lấy cái hạt giống tiên là nước trời sẽ nhận lấy những sứ điệp tuyệt vời sao và ngài sẽ sử dụng qua chúng con sao để dạy dỗ sao để tạo ra cuộc cách mạng thần học sao ô cảm ngài rất nhiều sao ô con cảm ơn rất nhiều suy nghĩ cùng tất cả anh chị em còn sợ để không còn sợ sự nhận biết ý muốn của Chúa chờ thực hành chờ làm theo mỗi ngày sợ cảm ơn cầu cầu gia đình Chúa Jesus Amen. Amen Amen, con. amen. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài vì tình yêu lớn lao của Ngài cho chúng con được làm con của Ngài, Chúa ơi, và Chúa đang nuôi dưỡng chúng con bằng thức ăn thánh của Ngài, thức ăn cứng của Ngài để cho chúng con mau chóng lớn và trưởng thành, để Ngài trao cho chúng con những cơ nghiệp mà Ngài mong muốn, khao khát con cái Ngài được lớn và trưởng thành để lãnh trách nhiệm và cơ nghiệp đó về cho mình, để rèn tập, Chúa ạ, để được đồng cai trị với Chúa không những đời này mà trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, Ngài đã gieo sự gieo hạt giống nước trời ở trong lòng của chúng con, Chúa, và Chúa đã gieo lời của Chúa ở trong lòng của chúng con để chúng con đi tìm vương quốc của Ngài và sự công bình của Ngài nữa, Chúa. Và điều mà chúng con thấy được rằng cái sự công bình của Ngài mới được ai để mà đang đe
tìm kiếm sự công bình của Ngài. Sự công bình là sự công lý, lý lẽ, khả năng xét đoán, phân biệt đúng sai của Ngài, chứ ạ, là lý lẽ của Ngài, quy tắc của Ngài, lập luận của Ngài, tiêu chuẩn của Ngài, luật pháp của Ngài, những nguyên tắc giá trị của Ngài, Chúa ơi, để cho chúng con mặc lấy cái bản chất công bình của Ngài mà Ngài đã xưng chúng con là sự công bình khi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thân vị thứ hai mà xuống trần gian này, thì để cho chúng con mặc lấy chính Ngài. Ngài là sự công bình của chúng con, thì chúng con nhìn thấy tất cả những công việc của Ngài làm, khi Ngài làm, Ngài nhìn thấy Chúa Cha làm điều gì thì Ngài thực hiện, và chúng con cũng vậy. Ngài là mẫu gương cho chúng con, cũng như biết bao những anh hùng đức tin mà Ngài đã cho chúng con nhìn thấy, để cho chúng con nhìn những con người anh hùng đức tin đó, nhìn thấy mẫu của Chúa Giêsu, và cùng với Đức Thánh Linh, cùng với anh chị em của chúng con, để vươn lên cái sự khao khát để hạ mình khiêm tốn, nhận biết được Chúa, nhận biết được chính mình, và hạ mình để mà nghe theo những lời giảng dạy của Chúa, và đào tạo chúng con trở nên những con người giống Chúa và cai quản, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, thì Ngài là đấng tạo hóa, nên Ngài sáng tạo, Ngài thì cai quản tất cả các thọ tạo trong vương quốc của Ngài bằng một bộ quy tắc tiêu chuẩn luật pháp của Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, Ngài đã trao cho chúng con cái bộ quy tắc tiêu chuẩn luật pháp của Ngài, đó là không những kinh thánh mà còn bằng lời hằng sống của Ngài, lời rhema của Ngài, để cho chúng con tìm sự công bình của Ngài, thì từ bản tính công bình của Ngài mà ra, Chúa ơi, để trong bất cứ một điều gì, thì trong một điều gì Ngài cũng đòi hỏi trong đó có sự công bình của Ngài, chứ không phải là lý lẽ công bình của con người đưa ra. Ô Chúa ơi, sự công bình của Ngài là tất cả phải làm theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. Tình yêu cũng đòi hỏi phải đúng theo sự công bình của Ngài. Sự thánh khiết cũng đòi hỏi phải đúng theo sự công bình của Ngài. Sự quyền năng cũng phải đòi hỏi có sự công bình của Ngài. Thì khôn ngoan, sức giàu, phép lạ, dấu kỳ, chức vụ, tất cả trong sự ngợi khen, thờ phượng, cầu nguyện, kiêng ăn, vân vân, cũng phải trong lẽ công bình của Ngài, hiểu chưa ạ? Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Sau khi chúng con tái sinh bằng em bé đỏ hòn đó, Chúa còn giúp cho chúng con lớn lên từng giai đoạn một, Chúa ơi, để thành những con người trưởng thành ở trong Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Những thanh niên phải thắng ác thần bởi vì lời của Chúa ở trong những con người thanh niên đó, và Chúa đưa cho chúng con đến phải học tới cái phần trưởng lão để biết đấng có từ lúc ban đầu, Chúa ạ. Và chúng con biết được Ngài luôn luôn đưa chúng con về ban đầu là có Ngài, và tất cả các tạo vật của Ngài phải phục dưới ý bàn tay của Ngài, Chúa ạ. Và thái độ của chúng con đây cũng vậy, phải nhìn thấy được biết bao nhiêu điều cao cả, cao trọng mà Ngài muốn cho chúng con. Thái độ của chúng con luôn hạ mình, lòng của chúng con mềm mại bao nhiêu thì tâm trí của chúng con càng sáng láng để tiếp nhận những điều quý giáo, quý giá và quý báu mà Ngài đã đổ xuống trên chúng con. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài. Sự công bình của Chúa là điều tối thượng trong nước của Ngài. Ngài là vua trời nên Chúa Giêsu mới nghĩ ra đại mạng lệnh là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho chúng con biết bao nhiêu những điều khác Ngài còn cho chúng con thêm nữa, Chúa. Ô Chúa, mệnh lệnh của Ngài và còn cho chúng con biết hãy trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là đứng trọn vẹn nữa, Chúa ạ. Biết bao nhiêu điều mà chúng con cần phải học hỏi, hạ mình khiêm tốn để học hỏi nữa, Chúa ơi. Thì những con người đó thì với và các cơ đốc nhân đó, những lãnh đạo của Chúa mới tiếp quản được, khi mà Chúa làm sập hết tất cả những sự gian ác quỷ cộng sản, tất cả những ban tôn giáo ô mà lấy danh của Ngài mà làm chơi, khi Chúa dẹp hết tất cả những thứ đó ra, thì những con cái thật, những cơ đốc nhân thật, những lãnh đạo thật của Chúa được đào tạo để đứng ra tiếp quản, Chúa. Chúa ơi, trong danh của Chúa, huyết của Chúa cũng như là thần công bình, thần thiêu đốt, đốt cháy sạch hết tất cả những cái điều gì không phải của Ngài chồng, con rồng cháu tiên, những cái thuyết tà thuyết ra khỏi đất nước dân tộc Việt Nam của chúng con, Chúa. Và chúng con rải huyết của Chúa xuống dân tộc Việt Nam của chúng con, rải sự thương xót của Ngài xuống dân tộc Việt Nam của chúng con, Chúa ơi. Và chúng con cũng cầu nguyện cho buổi cầu bầu cử Mỹ sắp tới đây, Chúa ạ. Chúa chọn những con người đứng lên để bày tỏ lẽ thật của Ngài cho thế giới, Chúa ạ. Và chúng con cũng cầu nguyện cho dân của Chúa cũng như cho thế giới nhìn vô trận chiến của Israel cũng như trận chiến của Ukraine này, biết được ý muốn của Ngài như thế nào, để bất chấp tất cả bỏ mình đi để tìm ý muốn khát vọng của Chúa cho chính bản thân của mình. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, và Chúa cũng bày tỏ và dạy dỗ cho anh chị em của chúng con là những người
hạ mình khiêm tốn, những người khao khát lẽ thật của ngài chúa ạ. Em vẹn, em nam, em hiến con đây, y và người y mục sư mà chúa đã đào tạo ông, huấn luyện ông để mà qua ông và qua chúng con, là điều mà chúa đang trông mong nơi chúng con và qua chúng con để ra một dòng giống thánh cho ngài, để sắp tới đây chúng con thực hiện ý muốn của ngài, ngài chương trình của ngài đã cho chúng con, những kế hoạch của ngài đã cho chúng con và khải tượng mà ngài đã cho chúng con, để qua đó ngài đào tạo huấn luyện ra một thế hệ là dòng giống thánh để bước vào trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời, để đời đồng cai trị với Chúa chứ ạ. Để lòng của chúng con những 3 ngày thì biệt riêng ra cho ngài, chúng con sẽ nhận được biết bao nhiêu sự mầu nhiệm cao cả mà ngài ban cho chúng con, và ngài muốn chúng con phân phát lẽ mầu nhiệm này nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có cái nhìn của ngài, chứ không phải nhìn theo cái lẽ công bình mà bề ngoài để con người, lẽ công bình của con người để mà xét đoán, nhưng chúng con nhìn bề trong Chúa ạ, bề trong theo bản tính của ngài, để chúng con nhìn thấy biết bao nhiêu điều cao cả mà ngài cho làm cho chúng con là những người ít người đây, nhưng những con người đi trong sự trật tự của Chúa, những con người biết trân quý những thức ăn thánh của ngài cho chúng con. Nguyện thần mạnh sức của ngài, thần kính sợ Chúa đầy tràn trên chúng con, để cho chúng con thực hiện điều ngài đang trông mong trong chúng con và qua chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Em vẹn nó cầu nguyện không? Em vẹn cầu nguyện. Đúng rồi. Mình cũng chưa biết mình. Anh vẹn với em Nam ngủ rồi. À, Dạ. rồi. Chết. Mệt rồi đó. Bác sĩ Cường Ô. cầu nguyện ạ. Này, sẽ có một vua lấy nghĩa trị vì các quan trường lấy lẽ công bình mà cai trị. Ô, tạ ơn Chúa. Ngài dùng chúng con đây để đào tạo vua đó, đào tạo các quan trưởng đó chưa ạ? Ô, sự công bình sẽ làm quan cai trị. Ô, sự ô, bình an sẽ sự đoán Jesus Christ công bình bình công bình sự công bình lấy nghĩa của Đức Chúa Trời lấy nghĩa trị vì lấy lòng nhân từ thương xót của Chúa trị vì lấy sự công bình của Chúa mà cai trị cho Hallelujah và chúng con tìm kiếm Đức Trời sự công bình của Ngài ô vì vậy mà qua chúng con đây Ngài sẽ đào tạo ra những vua những quan trưởng lấy nghĩa và lấy sự công bình của Chúa mà cai trị cho lấy sự khôn ngoan của Chúa Trời mà cai trị Chúa ơi ô ra chúng con sẽ đào tạo ra những người như nơi núp gió chỗ che lớp bão táp cho như suối nước nơi khô như vầng lớn đã trong sự mòn mỏi cho ạ vì Chúa Jesus Christ chính là đấng đó cho ạ và Ngài đang đào tạo cho con trở thành Adam thứ hai đó của Ngài đó Chúa ơi Hallelujah và bây giờ mắt của kẻ xem không mờ chưa ạ bao nhiêu người sẽ xem rằng nhưng họ sẽ nhìn thấy ồ trước đây họ nhìn nhìn lời Chúa nghe mà không thấy không xem không ạ ồ những điếc cập ạ mắt mù đó ồ em mà không hiểu xem và chẳng thấy chưa nhưng bây giờ ô ra ra nhờ các sự công bình này chưa chúng con dạy dỗ ô các dân các nước đó mà mắt kẻ xem sẽ không mở tai kẻ nghe sẽ chăm chỉ chưa lòng của người hấp tấp sẽ hiểu khôn ngoan và lưỡi của người lấy lắp sẽ dễ và rõ chưa ơi ô kẻ dại dột lúc đó sẽ chẳng xưng cao sang nữa chưa và người đít gióng sẽ chẳng xưng là rộng rãi nữa chưa ơi ô vì chúng con đã phá tan hết tất thảy các con cai trị con đời hình chúng con phá tan tất thảy những cái hệ thống giá trị bẩn thỉu ô uế của đền thờ cũ để lại chưa ạ ô như cái lời ngài ra lệnh hãy phá đền thờ đi ta xưng lại đền thờ mới ta dựng đền thờ mới trong 3 ngày chúa chúng con vâng lệnh ngài mà làm việc đó chưa ạ chúng phá đền thờ ô rasta bởi những lãnh đạo tôn giáo gian ác ô ra sa những kẻ có thể giáo sư tiến sĩ thần học mục vụ cho ạ nhưng mà gian ác ô nói những lời gian dối nói những lời dại dột lòng họ siêu sự gian dối đặng phạm tác và sự sai lầm nghịch cục trời cho ạ đặng làm cho kẻ đói trống bụng và kẻ khát hết đồ uống ô dùng như khi đấy gian tà toán mưu toan lấy sự dối tôi đặng làm hạ người nhu mì và làm hại kẻ nghèo giàu họ là người giàu những có vẻ như là người anh công chính nói lời Chúa Trời chưa ạ nhưng đấy là những người gian ác chưa ạ ô ta kẻ rít gióng kẻ gian ác đó sẽ lộ hết ra ôi trước mặt Chúa Trời vì ngày phán xét dưới nơi rồi ô và Chúa dùng qua chúng con đây để phán xét các nước phán xét các dân phán xét thế gian chưa ạ phán xét quan trưởng phán xét các vua trong danh Chúa Jesus Christ vì chúng con cùng với ngài tập dượt xét đoán mái chi phái Israel xét đoán thiên sứ xét đoán được đời này và đời sau hầu đến chưa ạ Hallelujah và sinh ra cho Chúa những dòng dõi cao lưu cao sang chưa ạ Hallelujah ora ta làm sự cao sang chúng tạ ơn Chúa. Chúa công bố để trị tuyệt đối Chúa tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam, ô trên tất cả hội thánh Việt Nam cho vì đất nước nào dân tộc nào, ô đấy là hệ quả cái hội thánh đó
đã làm như vậy đã khiến cho đất nước dân tộc nó bại hoại, cho bởi những lãnh đạo bại hoại và lãnh đạo không biết tiền biết trời, nên thì thế mà những dường như vương quốc của tối tăm, vương quốc ma quỷ làm đầy rẫy cái quốc gia đó, đầy rẫy quốc gia Việt Nam con, bởi vì họ không tiền biết trời chưa ạ. Ô ra sao cho nên mới thảm trạng như nhưng chúa ơi, chúng con là người Việt Nam đã dựng dựng lên chưa ạ, để đào tạo cho đất nước Việt Nam làm Việt Nam mới, Việt Nam mới của ngài chưa ạ. Ôi chúng con không chịu, ôi để cho kẻ ác nó trỗi lên được, chúng con không chịu để cho kẻ thơ ấu làm vua được chưa ạ, chúng con không chịu để kẻ gian ác quan trưởng đó ô ăn lúc buổi sáng ô ăn để đắm say chưa ạ. Orasa mà chúng con Orasa đào tạo những vua lấy nghĩa trị vì, những quan trưởng lấy sự công bình cai trị, chúng đào tạo ra những vua dòng cao tang, những quan trưởng ăn để bục tức chứ chẳng để đắm say chưa. Hallelujah Sakadabadu Osokoro, và cho lật đổ hết bây giờ tất cả các đồn lũy ma quỷ, tất cả các nền thần học bẩn thỉu u uế ô giáo điều của Babylon trước đây đã lừa dối các dân, lừa dối các hội thánh, cho đập nát tan hết, cho báo trả Babylon và mọi dân canh đê phạm điều chi mà chúng nó đã làm tại Sion. Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Sion chưa. Ô ra con gọi lửa thạnh nộ khủng khiếp trời đến trên tất tẩy các gia đình, các giáo hội, gia đình các lãnh đạo tôn giáo, ô các mục sư, các giáo sư, các tiến sĩ và viện trưởng, các bạn võ học, ô ra tất thảy những kẻ mà tao ô của ngài trời phải phán xét trời từ nhà trời vợ không tức chưa trẻ phán xét trời. Ô đưa phán xét, sự phán xét khởi từ nhà Chúa. Ô ra sa ca và chúng con là những quan của Đức Chúa Trời. Ô ra sa đóng trang thiết bị chúng nó để thi hành cho chúng sẵn đã chép và chúng con được vinh ở đấy Chúa ơi. Và chúng công bố sự phán xét của Chúa khởi từ nhà Ngài. Hallelujah, khởi từ các lãnh đạo tôn giáo. Ô các sứ đồ, các thiên tri, các đảng, các giáo sư, mục sư. Ô các giám mục, các tổng giám mục khởi từ nhà họ cho họ. Sa ca đã khởi từ giường ngủ họ, khởi từ nơi ở của họ, khởi chỗ ăn bắt nằm của họ trong danh Chúa Christ để khi Chúa phán xét làm cỏ các lãnh đạo tôn giáo. Chúa phán xét tất cả các hệ thống băng hoại của thế gian này. Ô Chúa cộng sản, đảng cộng sản, băng đảng cộng sản, đảng cộng sản, chạy xuất vật cộng sản cho phá hoa tan hết tất thành đất nước cho là đất thành các nước các dân đó bị phá tan thành cho Orasa để làm cho ngày một dân mới, Việt Nam mới, đất nước Hoa Kỳ mới, nước Đức mới, nước Thái Lan mới, Saka châu Á mới, Đông Nam Á mới, Trung Hoa mới, Nhật Bản mới, Saka Dabandru Canada mới, Australia mới, New Zealand mới, Sakadabadu. Ngày qua chúng con đây mà năm cái vòng cửa chúng con mở đêm đều không đóng để người ta đem của báu và giữ em các dân đến và các dân đem đến các vua đem phu tù vì dân một nước nào chẳng thật chúng con sẽ diệt vong, những nước đó sẽ hoang vu cả Chúa ơi. Cảm ơn Cha thật là nhiều chúng tôn kính. Ôi Chúa yêu ngài, Hallelujah, ngợi khen Chúa vinh hiển về ngài. Hallelujah Chúa ơi, cầu nguyện Ukraine, Israel, và nước Nga cho đang trong vòng xoáy của cuộc chiến này cho Iran nữa cho để sự cai trị của Chúa, sự phán xét Chúa khởi từ nhà Chúa trời. Đấm diệt hết tất thảy các con đầu lòng của Babylon cho hủy hoại các con nhỏ của nó, hủy hoại tất thảy con đầu lòng của chúng nó. Ô chúng con mổ bụng hết tất cả vào đầu lòng của xứ Đen Tô. Ô ngay giờ này nhân danh Chúa Giêsu Sakadabara Sakadabuduri Oroso Korabarabara Biru Orosa Kadabarabara Sakadabara Babri Oroso Korabarabari Biru Orosa Kadababri. Hallelujah. Orosa Kadabu Orosa Kadabarabari Oroso Chorabarabara Sakadududududu. Ô ngay giờ này ô lửa thạnh nộ trời giáng trên ô bộ máy chiến tranh của Nga, ô giáng trên ô trại súc vật cộng sản Bắc Hàn, ô cộng Trung cộng, ô Nga cộng Iran, ô để hủy diệt tất thảy những sự gian ác dưới trời cho trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sa ca Chúa, chúng cảm tạ ơn Chúa. Ô rô sô qua đa, chúng hủy hoại tất thảy ô các vũ khí, xe kẻ lái xe, ngựa kẻ cưỡi ngựa, các quan cai trị các con địa hình của Nga cộng đều diệt hết trong danh Chúa Giêsu. Ô tất cả lửa thạnh nộ trời sáng trên tất thảy các đơn vị hải lục không quân của Nga, tất thảy các con hàng không vũ trụ Nga, tất thảy các nhà máy chế tạo sửa vũ khí Orasaka tất nơi mạch huyết của ngành Nga, các trung tâm lọc dầu Orasaka của Nga đều bị đánh tan tành hết trong danh Chúa Giêsu Sakadabadabudu. Tất thảy kẻ ác vì lời Chúa nói rồi, ôi Chúa trời, kẻ ác và người kẻ gian kẻ trời kẻ ác kẻ ác tất thảy các kẻ gian mình và Chúa chúng xuống hầm diệt vong, còn chúng đây chúng con tin cậy lời Chúa chưa, chúng tin cậy lời, chúng tin cậy vào sự phán xét công bình của Chúa trời chưa, và công bố sự phán xét công bình của chúng ta trên khắp thế gian này chưa, trong tên Chúa Giêsu. Hallelujah sakadabara judu oroso barabara sakadabara ngợi khen Chúa, vinh hiển thay Chúa. Còn ra sợ đứng hàng ngày gánh thì gánh nặng chưa ha đầy đập đầu tăng rồi tối
Odasan, kinh nghiệm tôn giáo hủy hoại kinh nghiệm cộng sản trong danh dự tôi. Cô hủy hoại tất cả các đảng viên cộng sản, hủy hoại tất cả Urasaka của ô chiến tranh của chúng trong thành dưới tất cả cơ quan truyền thông, ô tất cả bộ máy tuyên giáo, ô gươm chúng nó đâm rộng, ô chúng nó dùng cách ô để cai trị đất nước tổng ta sẽ tổ dư hưu để lật đổ nhà Ahab, lật đổ nhà Jezebel, tiếp bên Ahab, ô đã đảo chính lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam trong đây. Sakadaba từ năm nay, ô linh hồn ông trọng được cứu, ô thân thể của ông bị phó trừ gia tăng, thân thể của tất cả các lãnh đạo cộng sản bị phó trừ gia tăng, linh hồn được cứu cho ngày phán xét khủng khiếp của trời. Chúa ơi, Sakadabarazaka judu oroso kadabarazaka and Sakadabudu oroso kadabudu do goro ko Sakadabarazaka judu do kadabudu oroso kadabud. Hallelujah. Oroso kadabudu do. Oh Jesus. Tìm kiếm nước trời sự công bình của Ngài, những người đó xứng đáng đi cùng với Chúa, những người đó là ô áo sống họ sạch sẽ, áo sống họ công bình, họ xứng đáng đi cùng với Chúa. Trên con ở đâu những người đó đi đó trong danh Chúa Giêsu, và tất cả các lãnh đạo tôn giáo gian ác đó họ sẽ chết trong đồng vắng, ô cái dòng giống của họ ô sẽ quay trở lại với người của mình, của cải gia sản của kẻ gian ác của độc ác đó sẽ trở lại, ô ra sẽ bàn chuyển lại cho người công bình, ô Hallelujah cho tất cả. Hallelujah cho chúc lành cho dân tộc của đất nước Ukraine cho ạ. Và dân tộc Israel, đất nước Ukraine, Israel cho ạ. Để hủy hoại tất cả các quốc các thế lực Hồi giáo, công ty cho ạ. Trại xuất vận cộng sản, Hồi giáo, để bị lập tan thành trong cái xu tất cả các quốc khi của nó nổ tan thành từ ngay phòng của nó. Rasaka cường vậy, cái, ra cung cái, ra nó đâm nó, cho nó đào, đuôi cho nó răng ra, nó sẽ chúng nó sẽ mắc vào cái lưới mà chúng nó đã cài đó. Urasaka chúng xô xuống âm phủ của các dân mà quên trời xô như vậy trong Hallelujah. Sakada barasaka judo oroso kada barabandrio. Chúc lành cho Việt Nam, chúc lành dân tộc Việt Nam.